yeah, 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 yeah. Em đêm nay ngon và căng cực, ham một xăng chảnh cùng đi ăn mực. Áo bao căng tròn là vùng năng lực, làm anh thấy mẹ phải ôn lên tao lực. Rồi biết làm gì hay cũng nóng rồi, rượu không đã uống không đã nhắm môi. Ký túc xá quê cũng đóng rồi, anh tự nhiên là đau bụng lắm rồi. Anh có nhà nghỉ thì ta vào, ê, mấy phút em mới sao nào, ê, đi vệ sinh thôi sẽ không kỳ đâu. Anh thề anh không làm gì đâu, anh có gì anh chỉ ôm thôi. Hay là cùng lắm ta dừng ở hôn ngồi, anh ở 10 phút là ta nhanh về. Anh không làm gì đâu.